Sáng ngày 27 tháng 9, tại công trình đang xây dựng ở địa chỉ 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân bị đa chấn thương. Theo đó, nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống tầng hầm sâu khoảng 5 đến 7 mét. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng phải rất khó khăn để tiếp cận và đưa người bị nạn lên. Nam công nhân tên V, 38 tuổi, quê Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, bị gãy chân và đa chấn thương. Những công nhân có mặt tại công trường đã tìm cách đưa nạn nhân lên nhưng bất thành nên mới gọi điện thoại cầu cứu lực lượng cứu hộ. Nhận tin lúc 10 giờ 25 phút, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Vị trí nạn nhân nằm dưới hầm sâu, không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí nên công tác cứu người được thực hiện khẩn trương. Đến 11 giờ 10 phút, lực lượng cảnh sát 114 đã đưa nạn nhân lên bên trên, bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa. Vụ việc được bàn giao lại cho công an quận Hải Châu để xử lý, điều tra nguyên nhân tai nạn.